Mới vậy tiên cô. Không thiên cô, ta không chơi được với con rồi. Ta bận quá còn gì. Tiên cô, thôi ta không chơi. Không, không chơi đâu. Để lát nữa rồi mình chơi nhé. Tiên cô coi chờ. Hừ, tiên cô hứa. Không, 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 không. Sao con không đi tìm người khác mà chơi đây? Đợi một chút đã, ý kiến hay. Nào tiếng cô, ta có một bất ngờ nhỏ cho con nè. Đây là cinnamon. Con đừng có lo, chúng ta chỉ cần một con chó quái vật như là Lappy Pup. Hãy đón chào bạn Pujitan. Thôi mà, đâu có gì kỳ đâu. Được rồi, kỳ thiệt. Vậy thì con Swabby tiếp. Diablo Saki hay quý ngài xuất thú, không biết con này tên là gì. Tiếp theo, vậy là con cuối cùng. Ôi trời, dây trời cho thành công. Ồ, tiên cô, tin tốt nè, ta đã tìm được một con quái vật hoàn hảo để cho con chơi cùng. Hãy chào đón một người bạn thân mới nhất của các. Con mèo. Dừng lại, đi cô không, chó hư. Đi cô thôi, rồi sao? Vậy rồi ai dám chơi với con nữa? Chơi vui nhà thì có hả? Không, không, tao không muốn chơi.